Thang Duy, mỹ nhân sắc giới bị phong sát, không phải vì cảnh nóng mà do giật chồng Lưu Gia Linh. Trang Sohu tiết lộ thì đằng sau việc Thang Duy bị phong sát có ẩn chứa một bí mật và lệnh cấm vì sắc giới chỉ là cái mác bên ngoài. Được biết, khi Thang Duy và Lương Triều Vĩ cùng quay sắc giới thì hai người họ đã nảy sinh tình cảm, nhưng khi đó nam diễn viên 58 tuổi lại đang hẹn hò với Lưu Gia Linh. Sau khi biết chuyện mình bị phản bội, Lưu Gia Linh đã vận dụng mọi mối quan hệ để tiến hành phong sát Thang Duy. Nói đến Thang Duy, nhiều người nghĩ ngay đến sắc giới. Đây là bộ phim đưa tên tuổi của cô lên tới đỉnh cao, nhưng cũng đem lại cho cô khoảng thời gian tăm tối chưa từng thấy. Với nội dung liên quan đến sắc dục cùng những cảnh quay trần trụi, bộ phim bị gắn mác 18 cộng, khiêu dâm, làn sóng tẩy chay dấy lên khắp mọi nơi, bị nhiều bên lên án, ảnh hưởng tới thuần phong mỹ tục, quá mức táo bạo. Kết quả, Thang Duy bị phong sát 2 năm. Đang ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, Thang Duy mất tất cả mọi thứ. Vào ngày 5 tháng 3 năm 2008, các đài truyền hình nhận được lệnh điện thoại từ Cục Quản lý Nhà nước về phát thanh, điện ảnh và truyền hình Trung Quốc cấm phát sóng hình ảnh của Thang Duy trên mọi phương tiện, kể cả các quảng cáo của cô. Tức tưởi, Thang Duy ra nước ngoài du học, để rồi nhanh chóng tới Hàn Quốc lấy chồng và sinh con. Trong suốt 2 năm liền, Thang Duy không được đóng phim, chẳng thể xuất hiện trên sóng truyền hình và những hình ảnh, bài đăng có liên quan đến nữ diễn viên sinh năm 1979 này đều bị gỡ và xóa bỏ. Khi đó, đã có rất nhiều người cảm thấy tiếc thay cho Thang Duy và nghĩ rằng cô sẽ không còn đường trở lại showbiz được nữa. Cho tới tận bây giờ, công chúng mới có cái nhìn cởi mở hơn về bộ phim này. Tuy nhiên, điều đó đồng nghĩa với việc Thang Duy trượt dài trên bước đường sự nghiệp vì một bộ phim nghệ thuật từng nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ phía chuyên gia, nhận vô số giải thưởng cao quý nhưng lại bị tẩy chay mạnh mẽ trên chính quê hương. Bên cạnh đó, Thang Duy cũng được cho là đã đắc tội với những lãnh đạo cao cấp. Năm đó, những lãnh đạo này đã ra quy tắc ngầm đối với Thang Duy. Tuy nhiên, người đẹp Đại Minh Hoàng Phi lại nhiều lần cự tuyệt yêu cầu và đó cũng chính là nguyên nhân khiến Thang Duy bị phong sát ở mức độ nghiêm trọng đến như vậy. Thang Duy sinh năm 1979 là mỹ nhân trở nên nổi tiếng nhờ những cảnh diễn khỏa thân cùng Lương Triều Vĩ trong phim Sắc Giới. Cô sở hữu vẻ đẹp mặn mà, đậm chất Á Đông mà ít ai có được. Sau Sắc Giới, Thang Duy bị cấm vận 2 năm bởi cơ quan quản lý điện ảnh, truyền hình và phát thanh Trung Quốc SARST. Dù nổi tiếng ở quốc tế nhưng ở quê nhà, nữ diễn viên bị mỉa mai là diễn viên phim cấp 3, rẻ tiền. Sau thời gian bị tẩy chay, Thang Duy bắt đầu trở lại với phim ảnh. Dù phải bắt đầu từ con số 0 nhưng với khả năng diễn xuất, Thang Duy nhanh chóng tạo tiếng vang bằng các dự án chất lượng, điển hình là Thu Muộn, tác phẩm nữ diễn viên đóng cặp cùng với tài tử Hyun Bin. Những giải thưởng như nữ chính xuất sắc nhất của Hiệp hội phê bình phim Hàn Quốc, Hiệp hội phê bình phim Busan minh chứng cho nỗ lực không ngừng nghỉ của Thang Duy trên con đường lấy lại sự yêu mến của công chúng. Thang Duy và đạo diễn Hàn Quốc Kim Tae-yong bí mật kết hôn ở Thụy Điển vào ngày 13 tháng 7 năm 2014. Từ diễn viên bị ghẻ lạnh chỉ vì những cảnh ái ân bạo liệt trong phim Sắc Giới, Thang Duy đã phải mất rất lâu để chinh phục khán giả quê nhà. Bằng tài năng, thái độ cầu thị, cuối cùng nữ diễn viên tài sắc này đã lấy lại được tình cảm, sự ủng hộ của công chúng. Hơn thế, Thang Duy còn tìm được tình yêu đích thực của đời mình, nam đạo diễn Hàn Quốc Kim Tae-yong, như một sự bù đắp cho tất cả những gì cô phải trải qua trong quá khứ.